Xin chào cô chú, anh chị luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ các video của Khanh. Hôm nay Khanh hướng dẫn cho nhà mình cách thay thế phụ tùng của chiếc xe lăn điện. Và trong video này Khanh sẽ hướng dẫn cho mình thay thế bánh xe của xe lăn điện. Cách thay thế cũng cực kỳ đơn giản và chúng ta sẽ theo dõi trong video này nha. Bắt đầu thôi. Rồi, trước mắt để thay thế cho bánh xe thì mình cần phải có một bộ dụng cụ. Thì bộ dụng cụ Khanh luôn chuẩn bị cho mình ở ngay cái túi ở dưới xe. Đây, một bộ dụng cụ. Trong cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng có chứa đựng rất là nhiều công cụ mà có thể làm cả thế giới xoay chuyển. Rồi, bây giờ quý anh chị lưu ý, mình sẽ có bánh xe trước và bánh xe sau. Khanh ví dụ trong trường hợp bánh xe sau của quý anh chị mà bị bể hoặc bánh xe sau sử dụng lâu ngày bị mòn thì chúng ta sẽ thay thế như thế nào. Rồi, quý anh chị lưu ý trục bánh xe. Đây, trục bánh xe nè, nó sẽ có một cái nắp chụp. Nắp này bằng nhựa thôi. Thì quý anh chị cầm giật ra, nhẹ nhàng giật thẳng ra nha, nó không có cậy gì hết trơn á, kéo ra nhẹ nhàng thôi. Rồi, sau khi kéo cái nắp nhựa này ra thì nó sẽ có một cái con ốc. Cái con ốc này thì quý anh chị sẽ sử dụng một cái tiếp. Đây, cái tiếp này Khanh đã chuẩn bị sẵn, bỏ vào. Nó sẽ có hai đầu, đầu lớn và đầu nhỏ nha. Mình sẽ sử dụng cái đầu nhỏ, mình đưa vào. Rồi, ở trong đây, trong bộ đồ nghề của chúng ta sẽ có một số dụng cụ như sau. Đây là cái bộ dụng cụ. Đây, Khanh cho cả nhà mình xem. Đây là bộ dụng cụ. Đây, bộ tiếp nữa nè. Đây là bộ dụng cụ của xe lăn điện. Thì cái bộ tiếp này khi quý anh chị bỏ vào, rồi, quý anh chị thấy cái phần tay này á, nếu mà mình bặn bằng tay nó sẽ cực kỳ nặng. Thì quý anh chị dùng cái cán để mình đưa vào, cầm cho nó nhẹ. Rồi, khi quý anh chị xoay trục bánh xe, nếu lần đầu tiên mở nó sẽ rất là cứng và nó sẽ bị xoay bánh xe nếu quý anh chị không khóa. Đây, không khóa. Đây, khóa nó đi, khóa nó lại. Đó, để cho bánh xe nó đứng luôn. Rồi, khi bánh xe đứng thì mình mới mở ra được. Rồi, bắt đầu bây giờ mình sẽ xoay. Xoay ngược chiều kim đồng hồ nha, mở ra là ngược chiều kim đồng hồ nè. Đó. Đó. Mở ra là ngược chiều kim đồng hồ. Rồi. Ok. Nhẹ rồi. Đây, con ốc nằm trong đây. Ở đây nó sẽ có hai cái gọi là hai cái lông đờn. Rồi bây giờ để giật cái bánh xe ra thì quý anh chị sẽ cầm một tay vào cái bánh xe nhỏ nè, giở nó lên. Mình kéo thẳng ra thôi, giật thẳng ra ngoài nha. Đó, giật thẳng ra ngoài. Bỏ nó xuống. Lúc nãy Khanh nói là hai cái lông đờn. Đây, nó sẽ có hai cái lông đờn như tay Khanh nè. Đó. Và tại sao Khanh nói giật thẳng thì quý anh chị quan sát giúp giùm Khanh. Ở đây nó có một cái G. Đây, có một cái G nè. Đó. Thì ở trên trục này nó cũng có một cái G. Đây, trên trục này nó cũng có một cái G. Quan sát giúp giùm Khanh nha. Rồi. Đó, thì mình chỉ cần giật thẳng ra thôi. Rồi, khi mà lấy được da bánh xe này thì quý anh chị có thể đem đi giá vỏ xe. Rồi, quý anh chị lưu ý nếu mà xài một thời gian cái vỏ xe này mòn á thì mình có thể đi thay thế bằng các cái loại vỏ khác tương tự và có kích thước là 12 x 2 x 50. 12 x 2.50. Hoặc là quý anh chị có thể chọn một cái loại có bề rộng to hơn một tí nữa cũng được, nhưng là cái đường kính của nó là loại vỏ của mâm 12, cái này là gọi là mâm 12. Đây, 12 nha. Rồi, mình chỉ cần thay thế cái vỏ thôi. Đó, cái này cũng có thể bơm lại, cái này có hơi. Ưu điểm của bánh xe có hơi là mình đi đường nó sẽ không bị sốc. Còn một số anh nếu mà sợ bị bể bánh dọc đường á thì mình có thể sử dụng có bánh đặc để mình thay vào. Nhưng mà bánh đặc đi thì nó sẽ bị sốc xe. Đó.
Sau khi thay bánh xe xong rồi thì mình cũng dỡ lên nè, giống như hồi nãy Khanh dỡ lên nè. Và mình nhớ giúp giùm Khanh là cái vị trí của cái ngàm này nè, nó sẽ tương đương với là cái trục ở ngay trên motor. Đó, mình đưa thẳng vào, đẩy vào thôi. Rồi mình gắn hai con lông đền lại. Đây, hai lông đền lại nhẹ nhàng thôi. Rồi con ốc nằm trong trục nó còn. Khi mà gắn vào thì mình sẽ xoay con ốc theo chiều kim đồng hồ, xoay vào nhẹ thôi. Đó, nó sẽ vào, xoay vào. Đó, là mình siết lại. Đó, mình siết lại cho nó chặt. Rồi sau khi siết lại cho chặt xong rồi mình gắn nắp lại và mình sử dụng thôi. Đây là một cái video nho nhỏ để giúp cho quý anh chị có thể tự thay bánh xe tại nhà, bánh xe sau. Cảm ơn quý anh chị luôn theo dõi các video của Khanh. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Mua xe điện thì quý anh chị có thể liên hệ số điện thoại ngay trên màn hình để bên Khanh tư vấn theo nhu cầu của từng anh chị nha. Bye bye và xin hẹn gặp lại ở các video sau.